Bây giờ nè, tôi bắt đầu là quay trở về lại lúc xưa. Mọi người phải nghe tôi nha. Bây giờ tôi bắt đầu content Ok. nha. Rồi, lút đồ đây mấy 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 cháu. Lút nhiều vào, lút lút ngập họng luôn đi. Rồi, lút xong chưa mọi người? Chưa. Chưa mà Chưa. lút lâu dữ vậy. Tôi Lút chưa nhiều nhận được nhiều. giáp nữa. Lút nhiều nhiều xíu. Rồi, xong chưa? Đi nè, mọi người. Tôi nghèo điên. Đi qua đi. vùng xanh. Đi chưa? Đi tới cái trạm mở đồ đi, tôi mở cho chấm cái trạm mở đồ, tôi có chìa khóa nè. Tôi không biết đi chưa ai rồi, nhưng tôi thấy bà Suna vào đi đâu rồi. Em bắn Farmad không? Farmad là gì anh? Bảo Farmad là cái ba chip ngon lắm. đâu Farmad ba xịt nè, ngon nè. đây 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 cho em đâu á, cho em đi, cho cảm ơn. Hiểu cái đây gì? đây cái này Gì? Ơ cái gì đây nè? Ghê lắm. À, đi đâu vậy? Hấp. Ê, dạ, em Mèo, anh ở đây bị bao vây rồi nè, em ơi, cứu anh. Kéo Thằng kéo, ủa sao không kéo? Thằng cu tí nó đi ra đường, xe đạp tông nó văng vô lề, bả nó không cho tiền. À! Đứng vào, đứng vào, đứng vào. Như không cứu. Có một người này, có một người, một người. Đâu, 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 đâu. Nhảy dù kìa. Đâu? 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 Nóc rồi, nóc rồi. Ê, trên trên đây nè anh ơi. Trên đâu? Nó lên Đâu? nóc lại đúng Trên không? cái gì? Ở cái không phải cái bảng Cái đó. gì? Trên cái bảng Nó lại nè. lên cái bảng lại nè, cái bảng vừa đây. Rồi mọi người nói lại đi, sao? Vụ gì? Ổn chưa? Rồi, sao? Suna nói trước đi. Dù gì sao nói lại coi, Suna nói trước. Quên rồi. Mẹ chơi game. Chơi game nói cho cố vô xong rồi hỏi lại không biết gì luôn. Này cho ra cái Rồi hay quá em ơi, nóc rồi, nóc rồi. Đi vô còn hàng trong này anh em. Nhưng mà một cái nó bốn bốn team bên này mọi người ơi. Ôi. Ấy da, lui Gil ơi, lui Gil ơi, lui Gil ơi. Ơi nó dưới kìa. Nó nhảy ra kìa. Trời ơi. Wow, hấp dẫn. Nhiều quá ta. Nhưng mà ở đây không có cái máy sắm ha. Như bắn nóc một rồi. Hay. Canh hay. Cầu hang chưa? Hay, bọn mình kéo qua bên kia cứu người ơi, có thằng dày quá kìa. Hay, bên trái có ngay cái cầu thang kìa, ngay cầu thang kìa kìa. Hay, rồi vậy là trước mặt chỉ còn ba thằng ở phía trước mặt thôi. Bên phải kìa. Phải còn nó vừa quét xong này. Kìa hai thằng đang nhìn cầu kìa. Ủa nó yếu luôn á, ở cái chân. Đây nè, hai thằng đây nè. Còn hai thằng. Thế còn hai thôi, còn hai trước mặt thôi. Nó chạy bò cầu đứng đây đi nha. Tôi qua bên kia, nó chạy bò. Đứng đó đi. Anh ơi, nó trên nhà. Ơi. Nó không nhảy xuống luôn. Nó chết bo rồi. À, xuống chỗ này này. Kìa. Ôi, Win, tôi bo. Là nó tên bo không trời. Tăng làm sao được. Con này chưa thu nữa. Rồi, tăng đi. Rồi, mình chạy trước đây. Sợ có con này không? Ây da, kìa, 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 con nào? Con nào? Con gì? Đâu? Ở chỗ đó. Con cóc hả? Ủa, Suna chưa vô đó, chi vậy? Ê, vô vô, anh gái không được. Vô ra không được. Cái gì đây? Bắn nó đi kêu. Cứu tao tôi à? Ba gì? Nó sọc quân hai biên. Oh, oh my god. Oh my god. Hai bên chết cũng chưa. Ghê vậy? Hai bên chết nè, hai bên ngắm không chết. Ba bên cũng chết. Cũng chết luôn. Lỡ trâu lắm tôi bảo mà. Bốn mấy phút chứ. Má nó trâu á. Má nó không chết má. Trâu ấy. Game ảo ấy. Là sao vậy chưa em? Là sao anh, là sao chuẩn bị đi chợ à? Chuẩn bị đi chợ. Là sao kêu ba mẹ chơi game đi để con đi chợ nấu cơm. Thế bảo đã sao nấu cho tôi một bữa. Tôi một bát thôi. Mà xa biết nấu cơm á, không phải dạng vừa đâu. Mình nấu cơm nó ôm ôm chân mình nó nấu, hiểu không? Kiểu á, kiểu truyền năng lượng cho mình nấu á, năng lượng bực mình á. Ấy chá. Cái gì đấy con? Cùi nó xuống nha, cùi nó xuống nó xa nha. Hai bên mình bắn nhau á. Mang cái đăng đại bàng ấy. Mình kiểu mình bắt xe mình tới nhà của mấy thằng địch á. Mình cắt wifi nhà nó. Ê thằng này chơi dữ anh ơi. Trời ơi. Có mở hòm nè. Có không? Đi.
Má Suna nghe mở hòm đi nhanh lắm. Đó thiệt luôn, chơi game người ta bắn địch đi chơi game mà kiểu vô game để mà tận hưởng loot đồ ở trong game hay sao á. Thôi đi anh ơi, em đi nha, bye bye. Ờ anh cũng đi nè, anh không ở đây chơi đâu. Hay anh ở đó cầm chân nó đi. Thiệt lắm. Không anh... cầm chân nó làm gì, chân nó thúi lắm, không cầm được đâu. Nó chỉ u có gì trên bầu trời kìa. Đúng là cậu vừa nói xong là tôi vừa húp cái thằng trên trời. Ê, luôn á. Ở đây có đạn bóng đèn nè anh. Đạn bóng đèn đâu? Đây là đằng này. Chứ bây giờ là cái thế đó. Cái xác này nè. Ngon 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 ngon. Quá ngon. Mình có nha, chứ mà mình có một team bắn nhau nữa. Đâu? Để tôi. Anh yếu rồi anh. Sao vậy anh? Bắn cái gì hợp chung. Em đâu? Em nè, anh đặt bên kia em đâu rồi? Em đâu? Ê, tính ra anh bắn bóng đèn không trúng viên nào luôn á. Trúng, trúng rồi, nó mới xỉu rồi, nó xỉu rồi. Anh bắn mấy viên mới trúng một viên á. Chạy ra khỏi ngoài nhà này đi em. Ở trong này nguy hiểm lắm em. Anh ơi, nó khổ yếu rồi nè. Còn bà đặt. Ok. Chúng ta qua được cơn căng thẳng rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy tới cái khu vực cứu người đi kêu ơi. Biết hả? Thôi rồi kêu ơi. Tôi mất giáp rồi, nó có phóng lựu bên này nè. Ủa, không có cơ mà. Sau rồi, nó phải phóng lựu rồi. Kêu ơi. Mẹ à, sao nó lại thấy mình ta? Đáng ra là nó không thấy chứ. Ghê. Giờ này kêu dữ quá. Kêu hình như có nuôi sư tử như kêu ghê. Nhà vua. Ghê. Đúng là kêu Show Game TV. Nó chích nè. Rồi bạn kia. Kia đang hồi máu. Đấy, bạn kia MP5 đó, Will. Để tôi one shot. Trời ơi, ghê quá. Ok, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn Will nha. Cảm ơn vợ đẹp trai, ơi lòn vợ đẹp gái của anh. Cảm ơn Will Show, cảm ơn bạn. Tôi ra coi cậu tâm sự. Bye bye. AS Giang, Rick Ba Ke. Cậu có comeback không? Hay cậu chỉ la cho vui? Tôi hỏi thiệt. Đang ra tâm sự đấy, ai biết được. Ngồi tâm sự thôi, chứ biết sao giờ. Các bạn biết. Cái tính của mình cũng ngông lắm. Mình thích theo kiểu không? Mình sẽ chơi game chiến lắm. Chơi game là cạnh tranh cho bằng được. Bắn game đấu giải là phải hơn người này, hơn người kia cho bằng được. Phải tối nào cũng tập luyện hết á. Vô phòng huấn luyện á. Luyện game, luyện trình độ của mình. Bắn sao cho hay vào. Có nhiều đợt bắn người ta tưởng mình hát luôn á. Sau này mình thấy là ôi, tự nhiên mình không có cảm giác thích cái cách đó nữa. Mình cũng không có thích theo kiểu rằng là không có thích tranh đấu, cũng như là không có thích bon chen nhiều vào những cái vấn đề của Free Fire này nọ nữa. Mới đó 5 năm trôi qua nhanh rồi. cũng đâu có nhanh gì đâu. Mới có 5 cái Tết thôi mà. Tôi vẫn vậy. Và mình không, cậu không vẫn vậy đâu. Cái gì? Cậu nói rồi. Nói chứ vợ cậu trầm hơn trước. Cười thì vẫn thế, nhưng mà tính cách thì trầm hơn. Ngày xưa cậu như thằng chấu, nhưng mà hồi đấy nó vui. Còn bây giờ là kiểu trưởng thành hơn, ít nói hơn. Nói chung là cũng nhiều rồi mà, cậu cũng thấy tôi cũng khác à? Thì chung quy tôi với cậu cũng thêm 6 tuổi nữa rồi. Mình cũng đâu còn trẻ nữa đâu. Đúng rồi, cậu 6 tuổi nó lận mà. Nhưng mà nhanh thật đấy, lâu lâu kiểu cái kênh cũ tôi ấy nó kiểu đấy, nó xuất lại mấy cái livestream cũ ấy. Ok, mở xem vào đấy, tối nào cũng chơi cùng nhau. Nên kiểu lâu thì ngồi xem lại, mình ngồi cũng xem lại đâu luôn mà. Ngồi coi lại thấy vui cây. Chứ cậu của nhoi nhoi NASA sau lớn nó đánh giá nó bảo trời ơi, số 3 mình tốc độ cao dữ trời. Ê, thế sau nó lướt lại ba nó huyền thoại ngày xưa một thời, suốt ngày cười. Nó học được cười theo sao ta. Nhìn này này. Chào NASA nha. Mới ngủ dậy. Streamer NASA đang đói. NASA đang đói, ăn xài không? Xài chấm muối ớt không?
À, người nhện hả? Anh phải vừa tác rồi trời. Chị thấy nhắn tin rủ chơi game, tôi tưởng là hả? Ai ai lạ lạ thì nhìn lại thấy tên cái gì sang sang ấy, thấy cũng quen quen. Ờ hả? Lúc đó không nhận ra đấy. Ừ. Đọc thấy Nguyễn là chắc ai ấy, thấy chị Hữu rồi, thấy ngợ ngợ rồi. Tuyệt vời. Nhiều khi á, tôi nghĩ cái cậu tiếc không không phải là kiểu cái cậu muốn up đúng không? Nó không phải là nhiều view hay ít view mà là tự dưng cảm giác những người mà xem mình ngày xưa vào nhiều ấy. Tự nhiên mình không nỡ up tại kiểu họ là những người đúng như là liệu có thể nhá, họ là những người dừng xem mình rồi xong cái tự dưng họ lướt cái họ thấy thế họ vào đây họ coi. Mình thấy rằng là cái phiên bản của mình ở ngày hôm nay, cái phiên bản mình hiện tại, cái phiên bản của mình nó tốt hơn cái phiên bản cũ rất là nhiều, và mình luôn luôn thay đổi để trở nên một cái phiên bản tốt hơn. Và con người ai cũng sẽ thay đổi hết á, các bạn không bao giờ trẻ hoài được đâu. Coi vậy đi, mới có chút én, mới học lớp 4, năm nay học lớp 10 rồi, không có trẻ hoài được đâu. Rồi rồi các bạn cũng sẽ trưởng thành y chang mình thôi. Đến lúc đó chúng ta hãy cùng nhau. Đúng rồi. Đi tiếp. Xong rồi các bạn già, các bạn cũng chết à? Má nói cái gì vậy? Má quỷ kêu nói cái gì á mọi người? Mình không nói cái câu đó, quỷ kêu nói. Ôi, tao đi chăm con đây. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để mà xem mình buổi live ngày hôm nay. Và hy vọng rằng tuần sau mình sẽ dành một chút thời gian để live cùng với mọi người vào 2 giờ. Chắc là 2 giờ tuần sau mình sẽ ngồi live với mọi người 2 tiếng nha. Chắc tôi sẽ đi ngủ tiếp. Ok cậu, tôi đi chơi với con tôi đây. Bye bye. Bye bye mọi người. Nào anh buồn ngủ nhớ gọi em nha.